Việc nghĩa địa Al-Bazak ở Doswell, bang Virginia, hiến đất chôn nghi phạm đã nhanh chóng làm dấy lên những tranh cãi mới khi các quan chức Virginia than phiền vì không được thông báo trước. Họ cũng đặt câu hỏi liệu việc làm này có vi phạm pháp luật và do đó cho phép họ hủy bỏ việc chôn cất Tamerlan ở bang Virginia hay không. Đây là một hành động khủng khiếp. Chúng tôi không muốn các quận của mình được nhớ đến như là nơi an nghỉ của một kẻ tội phạm khủng bố. Chúng tôi sẽ xác định để biết chắc chắn rằng tất cả các quy định liên quan đến việc chôn cất đặc biệt này đã được thực hiện đầy đủ. Nếu không thì tôi tin rằng chúng tôi sẽ phải nghiên cứu đến việc hủy bỏ những gì đã được thực hiện. Ông Peter Stephen, giám đốc một nhà tang lễ ở Worcester, bang Massachusetts, người đã dành một tuần để tìm kiếm một nghĩa trang đồng ý tiếp nhận thi thể Tamerlan mà không được, cũng cho rằng việc chôn cất mà không thông báo với thị trấn đã tạo ra một cơn ác mộng thực sự. Trước đó, Stephen tiếp nhận thi thể của Sanef từ cơ quan khám nghiệm và chuẩn bị các thủ tục để chôn cất y, nhưng các nghĩa trang ở vài thành phố đã từ chối tiếp nhận vì lo sợ những cuộc biểu tình, báng bổ và tai tiếng. Là một người Hồi giáo, nghi phạm 26 tuổi này không thể được hỏa táng. Những nỗ lực trả y về với gia đình ở Nga cũng thất bại.